Sau ngày 30 tháng 7 âm lịch, vĩnh biệt tháng cô hồn, ba con giáp thông tỏ ý trời, đón đời phú quý, chạm đỉnh giàu sang, tiền vàng ùn ùn kéo về ngập két. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh Đạo Sĩ Tử Thông. Lời đầu tiên, thay mặt ban biên tập chương trình, xin kính chúc quý vị luôn gặp vạn sự lành, tấn tài, tấn lộc, tấn bình an. Thưa quý vị, đồng hồ cũng đang đếm ngược cái khoảnh khắc chuyển giao, kết thúc cái tháng cô hồn, xua đi những cái vận đen, những cái điều xui xẻo và đón nhận những cái điều may mắn đến với mình. Có lẽ ai ai chúng ta cũng đều đang mong chờ những cái điều tốt đẹp nhất sẽ đến với mình trong cái thời gian tới và hy vọng bản thân mình cũng sẽ gặp được nhiều cái may mắn. Thưa quý vị, cuộc đời con người thì cũng có lúc thăng lúc trầm khác nhau. Có khi gặp may mắn trúng số liên tiếp ở nhà lầu đi xe sang, nhưng lại có khi ấy, gặp phải những cái vất vả khốn khó trăm bề, nợ nần chồng chất. Quả thật, rất khó để biết trước được tương lai chúng ta sẽ ra sao. Và khi quý vị hữu duyên đến được với cái video ngày hôm nay của Tử Thông, có nghĩa là vận mệnh của quý vị cũng đã được định sẵn, biết trước những thay đổi trong thời gian tới. Rất may là mới đây, các nhà chuyên gia tử vi tâm linh học đã miệt mài nghiên cứu và luận giải chi tiết về vận trình của ba con giáp rất là may mắn. Các bậc thầy tử vi cũng chỉ rõ những con giáp này tuổi trẻ cuộc sống phải đau khổ, cuộc đời có nhiều cái rủi ro. Nhưng cái sóng gió hoạn nạn nó ập đến không ngờ cũng chỉ là cái thử thách, thử lòng, kiên nhẫn của những con giáp này mà thôi. Nếu mà vượt qua được thì các bạn sẽ nắm được lấy cái phần thắng. Đặc biệt sau cái ngày 30 tháng 7 âm lịch trở đi, tài lộc của ba con giáp này cũng sẽ rất là hanh thông, mưa thuận gió hòa, làm gì cũng dễ dàng đạt được cái thành công như mong muốn. Tiền bạc thì dồi dào, chất đầy két, càng lớn tuổi thì lại càng giàu có. Những năm tháng hậu vận được hưởng vinh hoa phú quý, an nhàn, sống hạnh phúc bên gia đình và con cháu. Vậy thì cái vận trình cụ thể của ba con giáp may mắn sẽ diễn biến như thế nào sau cái ngày 30 tháng 7 âm lịch? Và đó là những con giáp nào? Xin mời quý vị hãy cùng nghe cái phần luận giải chi tiết của Tử Thông quý vị nhé. Trước khi đi vào phần luận giải chi tiết, quý vị đừng quên nhấn vào nút đăng ký kênh và bấm vào biểu tượng chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình, cũng như là để luôn cập nhật những video mới nhất quý vị nhé. Thưa quý vị, kết thúc tháng cô hồn, tháng 7 âm lịch, con giáp thu lợi đầu tiên, tiền bạc rủng rỉnh, tiền tài nhét chật két, đó chính là những người tuổi Tý. Thưa quý vị, kết thúc cái tháng 7 âm lịch tháng cô hồn thì những người tuổi Tý vẫn được quý nhân tương trợ giúp đỡ và được gì? Tài tinh nó chiếu mệnh. Vậy nên trong thời gian này, con đường công danh sự nghiệp hay là tài lộc cũng đều là vô cùng là hanh thông thuận lợi. Nhiều người nhìn thấy may mắn mà con giáp này có được đều không khỏi là khát khao và ngưỡng mộ. Có thể nói, kết thúc cái thời gian tháng 7 âm lịch tháng cô hồn, cái vận khí của những người tuổi Tý cũng khá là tốt. Vạn sự đều thuận lợi trôi chảy như dự kiến. Đặc biệt là con đường tài lộc thì nó cũng sẽ sáng rõ, thu hoạch dồi dào không kể xiết. Với những ai mà đang làm trong ngành tiền tệ tài chính ngân hàng, có thể có những cái mối hợp tác lớn và ngày càng thêm vượng phát. Tuy nhiên, quý vị cũng cần phải chú ý làm đúng quy tắc, đúng luật để đảm bảo được cái sự an toàn cho mình. Thưa quý vị, nói chung ấy, trong cái tháng cô hồn, tình hình tài chính nhìn chung ấy cũng là khá ổn định với những người tuổi Tý trong thời gian này. Thậm chí là họ còn có cơ hội được phát tài hơn nữa. Và trong thời gian này, những người tuổi Tý nói chung ấy vốn là những người chăm chỉ, kiên trì và có cái tinh thần trách nhiệm cao, nên trong thời gian này thường xuyên được đảm nhận những cái vị trí quan trọng trong công việc. Nhìn chung, cái sự vất vả của các bạn cũng có thể tăng lên gấp đôi, gấp ba lần so với bình thường. Nhưng đó cũng là cái cơ hội để các bạn chứng tỏ bản thân. Các bạn sẽ không biết mình có thể đi xa đến mức nào nếu như mà không có những cái áp lực như thế nó xuất hiện. Bên cạnh đó, bản mệnh là những người luôn có sự độc lập nhất định trong cách làm việc. Vì thế mà không hề ngại khó khăn hay là gian khổ hay là bất cứ cái trở ngại nào. Nhờ thế mà các bạn có thể giành được những cái thành tích đáng nể cho dù không nhận được cái sự hậu thuẫn quá nhiều từ mọi người. Thưa quý vị, những người tuổi Tý, cái vận trình trong những ngày cuối tháng 7 âm lịch nó cho thấy các bạn không sợ gian nan, thậm chí là sẵn sàng đối mặt với những cái vấn đề để xử lý nó một cách là triệt để tận gốc. Cái thái độ làm việc tích cực này cũng được cấp trên đánh giá cao. Tuy nhiên, ở cái khía cạnh nào đó, những người tuổi Tý có phần là hiếu thắng, thích thể hiện cái tôi nên là không phải ai cũng thích. Chính vì vậy mà có một số cái kẻ tiểu nhân cố tình nói xấu hay là đâm lén sau lưng các bạn. Do đó, tốt nhất là
quý vị không nên tin tưởng vào bất cứ ai ngoài bản thân mình quý vị nhé. Thưa quý vị, trong thời gian này nói chung ấy lại được cái nguyệt lệnh nó ủng hộ, vậy nên nó cũng mang lại những cái cơ may đến cho những người tuổi Tý. Cái vận may ghé thăm con giáp này cũng sẽ được hỗ trợ và có thể là gì, giúp cho họ có cái con đường công danh sự nghiệp tăng tiến, tiền bạc thì rủng rỉnh. Các bạn luôn không ngừng khai thác những cái cơ hội kiếm tiền nên là có thể đạt được những cái thành quả vượt ngoài cả cái sự mong đợi. Bên cạnh đó, trong thời gian này những người tuổi Tý hoàn toàn có thể tự thưởng cho mình một cái vài món đồ mà bạn thích. Các bạn đừng quá chắt bóp chi tiêu khiến cho bản thân phải gì cảm thấy là lo lắng, đúng không ạ? Thậm chí một số người còn để dành được một số tiền tích lũy đủ để mà tiêu xài mua nhà, sắm xe để nâng cấp cuộc sống của mình lên. Tuy nhiên, các bạn cũng chỉ nên dùng số tiền đã đề ra trong kế hoạch mà thôi. Nếu mà mua sắm quá tay theo sở thích của mình ấy, thì các bạn sẽ phải gồng mình để mà trả nợ trong cái thời gian tới. Thưa quý vị, những cái nỗ lực, những cái sự cố gắng của những người tuổi Tý trong thời gian này nói chung ấy cũng sẽ được đền đáp một cách xứng đáng. Vậy nên có thể sẽ có người nhận được những cơ hội thăng tiến hoặc là tìm ra những cái nguồn thu nhập mới. Cái việc kinh doanh của những người tuổi Tý đang làm chủ trong thời gian này nói chung là cũng thu được cái lợi nhuận đáng kể và mang lại cho họ cái cuộc sống dồi dào. Bên cạnh đó, công việc hanh thông thuận lợi, tài lộc thì vượng tiến. Cái vấn đề tình duyên của những người tuổi Tý trong cái ngày cuối cùng của tháng 7 âm lịch, đấy, sau ngày 30 tháng 7 âm lịch ấy, cũng sẽ có những cái bước đột phá. Thưa quý vị, nói chung ấy, được quý nhân tương trợ giúp đỡ nên là các bạn sẽ có những cái trải nghiệm ngọt ngào, thú vị trong tình yêu mà hiếm khi những người khác có được. Cái sự cảm thông của người ấy thực sự là cái niềm an ủi lớn cho các bạn khi mà đối mặt với những cái khó khăn trong cuộc sống. Quan trọng nhất là trong tình yêu thì vẫn cần phải có cái sự thấu hiểu và bao dung cho mình. Các bạn càng nhận rõ cái giá trị của mình thì càng ngày càng lại được thêm cái cuộc sống là ấm no hạnh phúc. Những cặp đôi có thể đẩy lùi cái sự đơn điệu trong cái thời gian này bằng cách là hâm nóng lại cái tình cảm của mình và thường xuyên để trao đổi cái câu chuyện với nhau. Và nói chung ấy, cuộc sống gia đình thì hạnh phúc và có được những cái khoảnh khắc tuyệt vời. Trong khi đó, lời khuyên dành cho những người độc thân trong thời gian này là nên học cách yêu thương bản thân, chăm sóc chính mình thật tốt, cũng như là cách để các bạn thu hút những cái mối quan hệ mới đến với mình. Vì vậy, để gia tăng thêm cái may mắn tài lộc cho mình ấy, thì những người tuổi Tý cũng hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Thân, Tý, Thìn để được trợ mệnh hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang, chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi Tý. Thưa quý vị, bên cạnh đó thì về khía cạnh sức khỏe của những người tuổi Tý trong thời gian này thì cũng là một trong những cái vấn đề mà khiến cho những người tuổi Tý phải lo lắng nhất. Nói chung ấy, trong thời gian này thì nó cũng xuất hiện một vài cái bệnh tật để sức khỏe đôi khi nó cũng bị giảm sút. Vì vậy, những người tuổi Tý tránh lao động quá sức. Các bạn nhớ rằng công việc có quan trọng nhưng mà cũng không thể nào mà so sánh với cái sức khỏe của các bạn được. Thế nên, ngay cả khi cảm thấy những cái biểu hiện không tốt thì các bạn cũng nên dừng lại công việc để mà nghỉ ngơi, đúng không ạ? Các bạn đừng lo rằng các bạn sẽ lười vì những người có tinh thần như những người tuổi Tý thì không ít. Mỗi khi mà công việc nó được hanh thông thuận lợi thì các bạn lại có thêm một cái thời gian nữa để nhìn nhận. Khi mà có sức khỏe tốt thì cái công việc nó cũng sẽ hanh thông hơn. Thưa quý vị, nói chung ấy, trong tháng 7 âm lịch là một cái tháng mà những người tuổi Tý, mặc dù là mọi người rất là vất vả nhưng mà những người tuổi Tý cũng sẽ bứt phá tiến đến những cái thành công rực rỡ hơn. Vì vậy, xin được chúc mừng những người tuổi Tý con giáp may mắn đầu tiên sau ngày 30 tháng 7 âm lịch, tháng cô hồn. Tiếp theo con giáp may mắn thứ hai mà cũng được xem là tài lộc hanh thông, vận may thì cực đỏ, đó chính là những người tuổi Mão. Thưa quý vị, xét về công danh tài lộc của những người tuổi Mão sau cái ngày 30 tháng 7 âm lịch ấy, thì chia tay cái tháng cô hồn, những người tuổi Mão tổng thể cái vận trình cũng khá là suôn sẻ. Các mối quan hệ xã giao thì hài hòa và ngày càng được mở rộng, tạo nhiều điều kiện tốt cho bản mệnh, có thêm cái cơ hội để phát triển trong cái sự nghiệp của mình, nắm bắt lấy cái thời cơ thăng tiến ở trong cái những cái thời gian tiếp theo. Nhiều cái điều kiện thuận lợi không thể không kể đến để cái vận trình tài lộc của quý vị. Nói chung thu nhập thì ngày càng gia tăng, những người tuổi Mão tiền thu về đầy túi, dù là những người làm công ăn lương hay là những người theo cái nghiệp kinh doanh buôn bán thì cũng đều vượt qua những cái thử thách để mà giành lấy những cái thành quả xứng đáng thuộc về mình.
Tuy nhiên, nếu cần hợp tác làm việc thì bản mệnh cũng nên thận trọng hơn, nhìn người cho chuẩn xác, sáng suốt tỉnh táo để lựa chọn những cái đối tác phù hợp để tránh những cái phiền phức không đáng có. Đồng thời cũng cần phải chú ý chớ nên bốc đồng hay là tự mãn, luôn giữ cho mình một cái đầu lạnh để không mắc phải những cái sai lầm. Càng thành công thì các bạn càng dễ chiêu dụ kẻ tiểu nhân, cái vận trình dễ bị ảnh hưởng mà giảm bớt cái phần may mắn. Các bạn nên khiêm nhường, giản dị để mà giữ lộc cho mình. Nói chung ấy, trong thời gian này cũng là một cái thời điểm mà những người tuổi Mão cũng đôi khi cũng khó tập trung vì có nhiều cái vướng bận, hay là quý vị cũng hay để cảm xúc nó ảnh hưởng. Các bạn thường gặp khó khăn trong cái việc hoàn thành công việc đúng thời hạn. Nói chung trong thời gian này các bạn cũng là một trong những người nhiệt tình nhưng lại có thói quen làm việc đa nhiệm và mong muốn hoàn thành tất cả các việc cùng một lúc. Tuy nhiên, các bạn nên dành sự nhiệt huyết và cái năng lượng của mình để tập trung vào một cái việc cụ thể trước khi mà chuyển sang một cái đầu việc khác để đảm bảo cái chất lượng công việc nó ở cái mức tốt nhất. Thưa quý vị, những người tuổi Mão cần phải lưu ý rằng những cái chi tiết tưởng chừng như nhỏ nhặt lại có thể sẽ trở thành cái vấn đề rắc rối ở các ngày tiếp theo. Đây có thể là cái sự khác biệt hoàn toàn giữa những người thành công và thất bại. Trong nhiều cái tình huống, các bạn quyết định nhanh chóng, vội vàng và không suy nghĩ một cách cẩn thận. Cái tính cách này dễ khiến cho các bạn đôi lúc lỡ miệng mà nói ra những cái lời không hay hoặc là tiết lộ những cái bí mật cho người khác. Vì vậy, các bạn nên là luyện tập bình tĩnh suy nghĩ kỹ càng trước khi nói. Thưa quý vị, sau ngày 30 tháng 7 âm lịch thì kết thúc cái tháng cô hồn, những người tuổi Mão hãy kiên trì với kế hoạch của mình nên là cũng sẽ có được một cái khoản tiền rủng rỉnh. Nhưng để làm được việc này thì quý vị cũng sẽ phải hơi vất vả và không phải là ăn may đâu mà quý vị còn rút kinh nghiệm từ những cái thắng lợi nho nhỏ. Thông qua đó để các bạn thu hút được nhiều cái tài lộc lớn hơn nữa trong tương lai. Thưa quý vị, thế nhưng mà do cái cục diện ảnh hưởng của cái hung tinh ấy, nó vẫn dự báo là có thể sẽ có nhiều cái khoản chi tiêu nó phát sinh trong thời gian này. Đó là những cái khoản khó có thể tránh nên là quý vị cũng sẽ gì bị thất thoát một chút. Không những thế, có đôi khi chỉ do buồn mà những người tuổi Mão nói chung là cũng mua sắm hay là tiêu xài một cách hơi hoang phí. Vậy nên là quý vị cũng cần phải có kế hoạch chi tiêu hợp lý để tránh tình trạng là thất thoát về tài lộc. Nếu mà đang có ý định muốn khởi sự làm ăn trong thời gian này thì cũng chưa phải là cái thời điểm thích hợp. Các bạn nên dành thêm thời gian để mà nghiên cứu đối thủ, tìm ra cái điểm nổi trội về sản phẩm của mình để mà có thể tập trung vào làm tốt cái công việc. Thưa quý vị, và để gia tăng thêm cái may mắn tài lộc hóa giải những cái thị phi xung sát trong thời gian này, những người tuổi Mão cũng hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Hợi, Mão, Mùi để được trợ mệnh hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang, chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi Mão quý vị nhé. Quý vị thân mến, tiếp theo là bên cạnh đó là cái vận trình tình duyên của những người tuổi Mão thì lại không được may mắn như cái vận trình tài lộc và tiền bạc. Trong thời gian này do gặp cục diện ngũ hành nó xung khắc nên là những người tuổi Mão nói chung ấy nó dễ xảy ra những cái tranh cãi về một vấn đề nào đó vì những cái hiểu lầm. Thế nhưng nếu như một đối phương biết nhường nhịn thì căng thẳng cũng sẽ nhanh được nguôi ngoai. Thực tế là trong thời gian này bản mệnh khá là nóng nảy nên chỉ có người ấy nhường thì mới mong êm ấm mọi chuyện được. Bên cạnh đó thì quý vị cũng cần phải lưu ý về cái sức khỏe của mình trong thời gian này. Cái sự nóng nảy của những người tuổi Mão có thể là bị ảnh hưởng bởi cái vấn đề đến sức khỏe. Nói chung ấy, do là các bạn phải chịu nhiều cái áp lực trong công việc, trong cuộc sống, vậy nên bản mệnh nên tìm cách để hạn chế cái tác nhân gây căng thẳng trong cuộc sống của mình. Những người tuổi Mão có thể tham gia luyện tập yoga, thiền định hay là gì những ngày rằm mùng 1 nên đi đình đền miếu phủ chùa chiền để được tìm lại cái khoảnh khắc tâm linh, giúp cho quý vị được tịnh tâm an nhiên và giúp cho quý vị đưa ra được những quyết định đúng đắn hơn trong công việc cũng như là trong cuộc sống. Vậy nên quý vị luôn nhớ nhé, hãy mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Hợi, Mão, Mùi để được trợ mệnh hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang, chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc cho mình quý vị nhé. Đó là những người tuổi Mão, con giáp may mắn thứ hai. Tiếp theo con giáp may mắn thứ ba, sau ngày 30 tháng 7 âm lịch, đó chính là những người tuổi Tỵ. Thưa quý vị, thì đối với những người tuổi Tỵ, công danh tài lộc sau cái ngày 30 tháng 7 âm lịch cũng khá là tốt, nhân duyên thì vượng. Con giáp này đi đâu cũng được mọi người yêu mến và giúp đỡ rất là nhiều.
Nhờ thế mà công việc cũng có thêm phần suôn sẻ, giành được cái thành công ngoài cái sự mong đợi. Đường tài lộc thì cũng không ngừng tăng tiến, đặc biệt là sau ngày 30 tháng 7 âm lịch, rất là thích hợp cho những người tuổi Tỵ đầu tư kinh doanh cầu tài hay là bắt tay vào cái dự án khởi nghiệp. Con giáp này cũng đang được quý nhân tương trợ giúp đỡ, nên là chuyện đầu tư kinh doanh thì cũng như cá gặp nước, thu về cái lợi nhuận đầy tay, khiến cho bao kẻ phải thầm ngưỡng mộ. Thưa quý vị, nói chung ấy, sau cái ngày 30 tháng 7 âm lịch, cũng có nhiều cái cơ hội đầu tư sinh lời nó tự tìm đến. Chỉ cần bản mệnh nắm rõ được cái thời cơ, tận dụng cái cơ hội và tận tâm kinh doanh buôn bán, thêm một chút cái mối quan hệ đã xây dựng từ trước đó nữa, thì với cái vận may mà mình đang có, những người tuổi Tỵ hoàn toàn có thể khiến cho cái công việc kinh doanh nó ngày càng trở thêm phát đạt rực rỡ hơn, tiền bạc thì nó có ùn đổ về chật ví. Những người tuổi Tỵ cũng có cơ hội thu tiền về đề túi trong cái tháng này, đúng không ạ? Mọi công việc các bạn bắt tay vào làm, thực hiện trong cái thời gian sau ngày 30 tháng 7 âm lịch ấy, cũng đem lại những cái dấu hiệu tích cực. Nhờ vậy mà đồng tiền chảy vào túi không ngừng nghỉ. Với những người làm công ăn lương, các bạn cũng khẳng định được cái vị thế của bản thân, không chịu thua kém bất cứ ai, nên là dễ dàng ghi ấn tượng tốt trong mắt của ban lãnh đạo. Những cái thành tích cao trong công việc cũng sẽ giúp cho các bạn chạm tay vào nhiều cái cơ hội, nhận tiền thưởng nóng, thậm chí một vài người còn thành công trong cái việc là đề nghị một mức lương cao hơn, một vị trí cao hơn trong tập thể. Các bạn hãy coi đây là một cái lời khích lệ để tiếp tục cố gắng hơn nữa trong tương lai. Những người làm ăn kinh doanh có thể trở thành những người dẫn đầu cái xu thế bởi các bạn có cái nhìn mới, mẻ về nhiều vấn đề, dám thử sức mình ở những cái lĩnh vực mà chưa ai dám thử. Tất nhiên, trong quá trình bắt tay vào làm việc, nó cũng không tránh khỏi những cái khó khăn. Xong, dần dần, các bạn sẽ tìm được cách làm việc đúng đắn. Mọi việc cũng sẽ được hanh thông, giúp cho tiền chảy về túi dễ dàng hơn. Ở một vài cái thời điểm trong thời gian này, các bạn vẫn cần phải đề phòng những cái tác động xấu của một vài cái hung tinh nó gây ra. Có thể những kẻ không đáng tin cậy sẽ rủ các bạn hùn hạp vốn làm ăn vào những lĩnh vực mà dễ xảy ra tình trạng lừa đảo. Các bạn hãy tin tưởng để nhận ra ai mới là người tốt, ai là kẻ xấu, để tránh rơi vào cái tình trạng là mất tiền không đáng có. Và để hóa giải những xung khắc, mang lại cái may mắn tài lộc cho mình, thì những người tuổi Tỵ cũng hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Tỵ, Dậu, Sửu để được trợ mệnh hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang, chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi Tỵ. Thưa quý vị, bên cạnh đó thì cái phương diện tình duyên của những người tuổi Tỵ sau ngày 30 tháng 7 âm lịch thì cũng hơi đáng tiếc một chút, do là không được quý nhân hỗ trợ. Đâm ra là trong thời gian này thì nó cũng xảy ra một vài cái hung họa. Có lẽ đây là cái lúc mà các bạn cầm xem lại cách hành xử của mình, không nên vô tình hoặc là cố ý gây tổn thương cho người khác, đặc biệt là với những người mình thương yêu nhất. Nếu mà đã lập gia đình thì các bạn cũng cần phải nhường nhịn, bao dung và lắng nghe cảm xúc của nửa kia nhiều hơn. Đừng có nên bắt đối phương mãi nghe theo cái sự sắp xếp của mình nữa. Mỗi khi mà có mâu thuẫn nổ ra thì các bạn cũng chớ nên hiếu thắng, muốn mình trở thành những người thắng cuộc trong mọi tình huống. Trên thực tế, vợ chồng thì hơn thua nhau sẽ chẳng đem lại cái cảm xúc tích cực cho bất cứ ai, mà chỉ khiến cho bầu cái không khí nó trở nên căng thẳng mà thôi. Tuy nhiên, trên thực tế thì những mâu thuẫn vợ chồng của các bạn cũng không quá lớn. Chỉ cần các bạn chủ động xuống nước thì nửa kia cũng sẽ hòa hợp và chấp nhận cái tình trạng đó. Bên cạnh đó, trong thời gian này những người độc thân thì trên thực tế các bạn cũng được một vài người thân quen giới thiệu cho những cái cơ hội đầy triển vọng. Các bạn nên mở lòng mình hơn để tiếp xúc với mọi người, chớ nên sống mãi trong cái thế giới riêng của mình. Chỉ khi tiếp xúc giao lưu với mọi người thì các bạn mới nhận ra ai là những người tốt, ai là những người phù hợp với mình. Đừng có nên giữ những cái quan niệm tiêu cực ngay từ đầu, quý vị nhé. Trong thời gian này, nói chung ấy, là những người tuổi Tỵ, tình trạng sức khỏe thì cũng khá là tốt, không có điều gì phải lo lắng cả. Tuy nhiên, dù công việc có đang phát triển thuận lợi đến đâu đi chăng nữa, thì các bạn cũng chớ nên làm việc quá sức. Nếu mà cơ thể có dấu hiệu mệt mỏi ấy, thì tốt nhất quý vị nên đi khám chữa ngay. Làm việc khi mệt thì hiệu suất nó không cao, thứ hai là dễ xảy ra những sai lầm. Quý vị cũng cần phải cân đối thời gian rảnh rỗi để tham gia các hoạt động thể dục thể thao để nâng cao cái sức khỏe của mình lên, quý vị nhé. Thưa quý vị, may mắn trong thời gian này, nhưng mà trong khoảng thời gian sắp tới, tháng 8, tháng 9, tháng 10, tháng 11, tháng 12 âm lịch sắp tới đây ấy, thì những người tuổi Tỵ cũng nên cẩn trọng trong chuyện đầu tư kinh doanh với một số tiền lớn nhé. Nếu mà cần ấy, thì quý vị nên cân nhắc một cách kỹ càng, tốt nhất là
có thể di dời đến cái thời điểm khác mà quý vị cảm thấy phù hợp hơn. Thưa quý vị, và để hóa giải những xung khắc thị phi mà mang lại cái may mắn tài lộc cho mình, thì những người tuổi Tỵ cũng hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Tỵ, Dậu, Sửu để được trợ mệnh hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang, chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi Tỵ. Đó là con giáp may mắn thứ 3. Thưa quý vị, như vậy là Tử Thông đã vừa chia sẻ cùng quý vị và các bạn về những con giáp may mắn nhất sau cái thời gian ngày 30 tháng 7 âm lịch năm 2024. Rất cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video lần sau. Xin cảm ơn.